Việt Nam. Chiều 27 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch chủ trì lễ đón đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa do Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 5. Tại cuộc hội đàm sau lễ đón, hai bên trao đổi về tình hình thế giới, khu vực, tình hình mỗi nước và quan hệ quốc phòng song phương trong đó tập trung đánh giá kết quả triển khai Nghị định thư về hợp tác quốc phòng song phương năm 2003. Tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng đến năm 2025 của Bộ Quốc phòng hai nước đã ký năm 2017. Khẳng định quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong thời gian qua đã có sự phát triển, xứng đáng là trụ cột quan trọng của hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước, thể hiện được sự tin cậy chính trị cao, hai bên đánh giá cao các hoạt động hợp tác đã được triển khai tương đối toàn diện, từng bước được cơ chế hóa với nội dung thiết thực, phù hợp với nhu cầu, khả năng đáp ứng của mỗi bên. Nổi bật là hoạt động tiếp xúc cấp cao và các chuyến thăm của lãnh đạo quân đội hai nước được thúc đẩy duy trì thường xuyên, một số cơ chế hợp tác được thiết lập, mở rộng về nội dung và hình thức như đối thoại chiến lược quốc phòng, giao lưu sĩ quan trẻ, tuần tra liên hợp trên Vịnh Bắc Bộ, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới, hợp tác công tác đảng, công tác chính trị, đào tạo, hợp tác giữa các quân khu giáp biên. Năm 2019 được hai bên thống nhất xác định là năm bản lề mang tính đột phá trong quan hệ hai quân đội. Hướng tới chào mừng 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào năm 2020. Trong đó, hai bên thống nhất thời gian tới tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng trên các lĩnh vực công tác đảng, công tác chính trị, hoàn thành các công trình nghiên cứu khoa học lịch sử, phim tài liệu, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực quân y, hợp tác giữa các quân chủng hải quân, phòng không, không quân, lực lượng bảo vệ biên giới, công nghiệp quốc phòng, xin giữ hòa bình liên hợp quốc, đặc biệt quan tâm tới chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới và quan hệ giữa các quân khu biên phòng, hải quân, không quân Việt Nam với chiến khu miền Nam Trung Quốc. Về vấn đề tồn tại giữa hai nước, hai bên nhất trí cần kiên trì giải quyết vướng mắc bằng biện pháp hòa bình, tạo sự tin cậy vững chắc, quyết tâm cùng nhau xây dựng môi trường hòa bình trên biển Đông, khẳng định môi trường hòa bình trên biển Đông mà hai bên cùng nhau xây dựng không chỉ dành riêng cho Trung Quốc hay Việt Nam, mà còn cho các đối tác có thiện chí hợp tác với hai nước để cùng nhau phát triển. Sau hội đàm, hai bộ trưởng đã chứng kiến cơ quan chức năng bộ quốc phòng hai nước ký các văn bản hợp tác bản ghi nhớ hợp tác y tế quân sự giữa hai bộ quốc phòng, thỏa thuận giữa hai bộ quốc phòng về đào tạo nhân viên quân sự năm học 2019-2020, bản ghi nhớ hợp tác giáo dục quân sự giữa Học viện Quốc phòng Việt Nam và Đại học Quốc phòng Trung Quốc, lễ bản giao trang bị vật tư y tế, tìm kiếm cứu nạn do Bộ Quốc phòng Trung Quốc tặng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch thông báo và mời Bộ trưởng Nguyễn Phượng Hòa tham dự hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng, ADMM cộng cũng như cử tàu hải quân tham dự diễn tập an ninh hàng hải và lễ duyệt binh tàu quốc tế vào năm 2020 khi Việt Nam là chủ tịch ASEAN